Vâng, chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để sâu 9 cái ác. 9 cái ác từ top trên cho đến một nick tầm trung, giá bán từ 36 triệu đổ xuống đến dưới 10 triệu. Đây, đầu tiên mình sẽ, và mình nói luôn trước cái hình thức giao dịch nhá. Các bạn gửi tiền qua ATM cho mình qua số tài khoản của mình, và các bạn liên hệ mình qua số điện thoại 0169264091, hoặc các bạn search ra Facebook Trần Văn Đức, link ở bên dưới link livestream này, link clip này. Các bạn kéo xuống mô tả, các bạn search ra Facebook Trần Văn Đức này, và các bạn nhớ gọi điện và nhắn tin Facebook và gọi điện xác nhận với mình nhá. Ok, thì các bạn sẽ gửi tiền cho mình, sau đó các bạn nhận ác check ok rồi thì các bạn gửi cho mình hai ảnh chứng minh nhân dân, số điện thoại và email, sau đó mình đổi các bạn 5-10 phút xong Villa Game xử lý xong rồi thì các bạn đổi pass ok ác của các bạn rồi mình sẽ gửi tiền cho chủ ác. Đầu tiên thì mình sẽ sâu click Australia này, lực chiến của nó là 200 triệu và full rất nhiều thứ rồi, full cho nó hai dòng 32 viên siêu sát, 4 Athen 7, gia hạn rất nhiều ngày rồi, áo nón vũ khí full cấp 3, sử dụng legend cá chép, legend rồng, vũ các loại vũ khí luôn, nhà ma pháp, chúng ta cũng sâu qua nhà ma pháp. Hàng này ma công ma kháng khá lớn luôn á. Bạn ấy hôm trước bạn ấy có giao 30 triệu nhưng mà vì cần tiền gấp và muốn bán ác gấp để bạn ấy mua về Việt Nam, cho nên bạn ấy giảm giá xuống còn 25 triệu luôn. Các bạn mua, bạn nào mà có giá ý mua sớm thì các bạn liên hệ sẽ được bán sớm. Đây, châu báu rất vàng và tất cả các đồ thứ thừa rất là nhiều. Nhà ma pháp của bạn ấy, đây, vũ khí thứ đây. Nhà ma pháp thì full hết cái đồ nhà ma pháp và level 4 rồi, còn hai cái này level 5 max rồi, còn cái này level 4 nó còn một cái để lên dần. Rồi vui. Pet bạn ấy sử dụng pet khỉ, pet rồng. Các bạn mua về chỉ cần lên level thôi, thức tỉnh hết rồi, full thức tỉnh hết rồi. Đây, những cái chim thức tỉnh của nó đây. Còn đây là pet rồng. Manh hóa và tiến hóa mét cần full, manh hóa pet full rồi ạ. 30 luôn rồi. Full kim hồn, full vật tổ, kim hồn full, nick top tất nhiên full kim hồn rồi, miếu thần full rồi ạ. Bùa thú, à quên, thú cưỡi full, bùa thú, vâng, bùa thú là ba cái tốc độ đây rồi. Các bạn mấy viên này các bạn thích lắp thì không thì lắp mấy viên này cũng được. Full 5 sao rồi ạ. Ví dụ như là châu báu rất là thì còn rất là nhiều, hay là cái thẻ đại gia, hay là những cái cốt gà hành còn là 300-400 ngày cơ. Thẻ đại gia 300 x 10 ngày lên thì các bạn 3.000 ngày, dùng gần 15. Đây, cốt gà hành những thứ đây, thoải mái luôn. Đây là một trong server khá đông vui. Top 1 là Sally, top 2 là Quốc Anh. Đây là server gà tài năng nha các bạn nhá. Ngọc full và click có cái tiếng khá là đẹp, ok, chưa từng giao bán lần nào luôn, các bạn mua thì liên hệ sớm nhá. Có người đặt rồi nhưng mà khá là lâu cho nên là không chưa chắc chắn lắm. Bộ thân 42 sắp lên đến sổ hiểm rồi, ok, giá bán của nó 25 triệu các bạn nhá. Sau đây mình sẽ sâu một cái ác nữa ở bên server gà đua, hai ác top gà đua, hai ác rất là mạnh, nằm trong top đầu lên server. Hai ác này đều lên được nhẫn 8 rồi, Athen 8 rồi, đầy đủ các loại pet. Giá bán một lick khoảng hơn 200 triệu, nó rơi vào khoảng ba mấy triệu đấy. Nhưng mà cái bạn vũ kia là bạn cần gấp, còn những cái lick khác thì giá... Hôm trước cái ác, hai ác gà đua này là tôi mua cho các bạn đấy là gần 40 triệu. Một ác thì muốn bán luôn nên fix mạnh tay là 35 triệu. 39, 37. 39, 37.
Ok, đây là Phúc lực chiến là 223 triệu. Trước tôi mua cho bạn đấy là 35 triệu. Bây giờ bạn ấy chơi và bán lại. Bạn ấy nghỉ cùng với bạn Trọng Nghĩa. Chờ xe vài chút nữa tôi sẽ show bác Trọng Nghĩa này. Đây là lick Phan Thế cũ đấy ạ. Châu báu là full nhanh siêu giáp và nhanh sát giáp sát. Vũ khí thì đầy đủ các loại vũ khí rồi. Full 5 sao hết rồi, full kim hồn, full phụ kiện. À, phụ kiện thì mấy cái này còn rất nhiều ngày, 57 triệu các bạn dùng đến khi mod game thì thôi. Ma thạch, ô thiếu một viên luôn à. Đậu, ông này chắc đang lắp rồi. Ơ. Vâng, thiếu một cái ma thạch luôn. Thôi tôi gõ vẫn chưa thấy được sao ta. Ơ. Ơ nhầm ác, nhầm ác. Và tôi nhầm ác tí nữa thì gõ quá bắt rương. Ok rồi. Bạn ấy đang tôi bị nhầm ác ta. Bên này tôi hoàn hai ác cùng một lúc. Ok. Đây là ác Trọng Nghĩa. À đâu, đây là ác Phúc, là ác Phan Thế cũ đấy ạ. Đây là chưa đột biến. Full 5 sao, full các loại. Ấy rồi, một cái hai cái A10 6 và một cái 7 một cái 8 rồi. Cái này bằng hơn 4 cái 7 nhá. Châu báu, đây châu báu full siêu dàn trên, full siêu sát và dàn dưới là full siêu nhanh. Ma thạch. Đấy, dư ma thạch cho các bạn chơi luôn. Miếu thần full. Tất nhiên mấy cái nick này gần như nó full hết rồi. Bùa thú xem. Vâng, thiếu một em tốc độ nữa là full. Sâu qua kho đồ, nhà ma pháp bác này full rồi, mắc rồi. Mắc nhà ma pháp rồi. Cái nhà ma pháp này rất là mạnh đấy ạ. Đây đồ đạc đầy trong két luôn. Két là cũng thức tỉnh hết rồi. Châu bó rát gôn, các thứ đủ các bạn dùng. Cốt gà hành, thức ăn, két các thứ. Rất là nhiều. Thôi không cần bát dương đâu. Pet bạn ấy sử dụng. Pet khỉ, pet rồng. Đây, khỉ rồng. Khỉ rồng, xanh biếc. Rắn. Đồ thức tỉnh các bạn có nhưng mà trong két sắt nhưng mà không dùng. Thú cưỡi. Tôi sâu luôn qua phụ kiện thú cưỡi. Không, không có hai con này luôn. Không có hai con băng hổ thần này luôn. Vâng, có con này còn gần hơn một năm cơ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Manh hóa các thứ full hết rồi nhá. Đây tí nó pet manh hóa các thứ full hết rồi. Các bạn về đột biến và kiếm phụ kiện là lực chiến sẽ mấy chục, 200 mấy chục triệu ngay. Đây là ẩn bùa, bạn này ẩn bùa chưa lên nhiều, lên được mấy ngày các bạn lên ẩn bùa nó thì lực chiến sẽ cao hơn nữa. Ủa nhà của tôi đâu ta? Ok, giá bán được click này là 33 triệu các bạn nhá, 33 triệu. Hình thức giao dịch cũng như trên ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ show sang click tiếp là click Trọng Nghĩa. Đây là click giá từ cũ ạ. Bạn ấy đang lắp cái ma thạch ta. Rồi, cái 10 đấy không lắp, lại lắp cái kia. Cái này bao nhiêu đây? 119. Ok, 106, cái này còn mạnh hơn luôn. Rồi, tôi thích lắp cái này. Chiến của nó hiện tại là 224 triệu. Tỷ số khá là được. Hai công mà khá ok. Châu báu đây. Gọi là cũng có. Trừ siêu giáp. Siêu giáp lên được cái lực chiến không. Châu đang yếu. Pet cũng đầy đủ các loại pet. Rồi thiếu xanh biết ta. Thời này các bạn cầm khỉ là ngon nhất rồi. Khỉ là đủ chơi các loại pet rồi. Nhà ma pháp full rồi. Đồ ác này có lẽ còn rất nhiều đồ đây. Bạn này với này bạn Phúc vừa trước là một cặp. Bán là sẽ bán cả hai. Mua là mua cả hai và bán cả hai. Đồ đạc cho bó rất gôn còn rất là nhiều. Giá bán của nick này là 36 triệu nha các bạn nha. Nick này nhiều đồ nick chơi trên. Thẻ đại gia các thứ còn khá nhiều. Đủ các bạn dùng đến khi không thể chơi game được nữa luôn.
bùa thú mắc truyền thuyết rồi, tốc độ truyền thuyết luôn, chữ sâu đầy đủ các bạn luôn, phụ kiện không có mấy con này luôn, mấy con này còn hơn 300 ngày luôn, cũng full 5 sao ạ, full ngọc, full các thứ rồi, full vật tổ, full miếu thần, full thú cưỡi, phụ kiện thì đủ các bạn chơi chán luôn. Nhưng mấy lick top thì không lo về vinh dự. Cũng được một Athen 8, một Athen 7 và một cái Athen 6 rồi. Cái này chắc sắp lên 6 thôi. Thằng này thì ẩn bùa ngon hơn. Ok, giá bán của nó là 36 triệu các bạn nhá. Hình thức giao dịch vẫn như trên. Các bạn nghe kỹ mình nói giá bán cho từng ác một luôn đấy. Đây server gà đua, đây là top 3 và top 4 của gà đua. Nằm trong top đầu lên server rồi, rất là mạnh. Nhân tâm bây giờ còn có 224m sao? Mà công mà khá nhân tâm yếu ấy. Ok, các vợ lại vũ khí thì các bạn đầy đủ nhá, các bạn không phải lo các vũ khí để chơi. Rồi tiếp theo tôi sẽ show qua mấy nick nữa. Đó là một nick ở server gà Thần Long, server của Miss Lee. Giá bán của bạn ấy là 5 triệu lực chiến, để tôi vào tôi xem. Đây. Mình không có cái phần, không tải được cái phần mềm mà cắt ghép clip cho nên là sâu từng ác hơi thủ công một chút. Các bạn cố gắng coi. Máy hơi lag, lốc một ác là thấy oải lắm rồi. Mấy hôm nay dùng nhiều nó còn đơ luôn. Ok, đây là nick hoài niệm bên server Thần Long. Một nick tầm trung, giá bán của nó là 5 triệu. Đây. Vũ khí 36.5. Áo nón 2 sao. Đây lực độ đây là cho bóng full sát nhá, full sát thương nhá. Các bạn nhìn kỹ. Nhẫn gia hạn trên 300 ngày rồi, 349 ngày trở lên rồi nên các bạn không phải lo về hạn. Đây, áo tất cả thứ đều gia hạn 349 ngày luôn. Các bạn không phải lo về đồ với đạc các thứ, tất cả những áo này tôi sâu là đồ đạc còn nhiều ngày luôn. Có pet rồng, có pet rắn thức tỉnh luôn. Có pet gà, có pet kiến 5 sao hết. Xe manh hóa. Tiến hóa pet nặng mắc rồi, manh hóa. Manh hóa lick tầm trung là tầm trung luôn. Xem đồ đạc. Đây châu báu dắt gôn chiến hồn full kim hồn rồi nhá, full kim hồn thừa, châu báu dắt gôn là không còn nhiều nhưng mà đủ các bạn dùng vừa kiếm thôi. Đàn người mê. Đây, đồ đạc của ác đây. Full khỉ rồi nhưng không, rất tiếc không có pet khỉ thôi. Tỉnh khỉ các thứ này. Chúng ta cùng sâu qua cái bùa thú xem. Vâng, bùa thú một ác tầm trung. Biến hình pet. Không có con nào thì phải. Vâng, không có con phụ kiện nào vào luôn. Full phụ kiện không nào. Vật tổ. Vâng, vật tổ 40 rồi. Ma thạch. Ma thạch cũng full ma siêu việt rồi, một viên truyền thuyết luôn. Miếu thần, miếu thần gần mắc rồi, còn một cấp nữa là mắc thôi. Thú cưỡi cho nào. Thú cưỡi cũng sắp mắc rồi ạ. 4 sao rồi ạ. Đây miếu thần đây là còn một cấp nữa các bạn, lên được 60% rồi. Lên cấp nữa có lực chiến nó sẽ tăng, ví dụ đang 65 nó sẽ lên đến 655657 hoặc có thể hơn một chút. Ok, giá bán của nó là 5 triệu server Thần Long các bạn nhá. Tiếp theo mình cũng show một nick tầm trung nữa. Hôm nay thì mình không có show ác nhỏ, tại vì bữa trước mình có bảo mấy bạn là có ác nhỏ nào thì đọc cho mình trong tối nay luôn. Mình show nhưng mà không thấy các bạn nào đọc. Đây là một nick ở bên server gà ác. À đâu, tôi nhầm rồi. Tôi sẽ vô nick ở server gà. À, đây một nick rất là đẹp này. Và giá bán của nó là vừa phải cho một số bạn thích ác top. Giá bán của nó là 14 triệu. Tặng
Tôi thì không chơi tool, nhưng mà nếu mà bạn nào mua thì bạn ấy tặng kèm cái tool 270 ngày, tool 300.000 một tháng. Và thời hạn còn 300 hai còn 270 ngày nữa. Các bạn chơi tẹt thì thôi, gần 1 năm. Bạn tool 300k một tháng đấy ạ. Có rất nhiều. Vâng. Cái này tối hôm qua tôi cũng đã show và livestream qua rồi, các bạn có thể xem qua clip trước để xem bắn nhau các thứ, thi triển kin pet hay các thứ như thế nào. Ra bật chút nhạc nhỏ nhỏ cho nó vui tai. Lực chiến không đột biến, không phụ kiện của nó là 148 triệu ạ. Đây, full full 5 sao luôn. Đích này full hết làm hết vũ khí áo nón rồi. Vâng, máy hơi lag một chút. Đây, full hết rồi. Vũ khí là Linh Gần Rồng. Full nha, vật tổ. Vật tổ 47 sắp full rồi. Châu báu cũng siêu sát. À, full châu báu là full sát. Có 4 viên châu báu hai dòng siêu nhanh. Ma thạch cũng full siêu Việt. Ôi, viên này đấy là đẹp này. Đúng viên, chỉ đúng viên đẹp nhất luôn. Full siêu Việt là một viên truyền thuyết đẹp nhất luôn. Miếu thần mắc. Thú cưỡi mắc. Bùa thú. Bùa thú gần mắc. Tôi xem có phụ kiện nào không. Không có con nào luôn ạ. Nhưng con xe thỏ không còn nhiều ngày. Tôi sâu cẩn thận luôn các bạn. Đây là đồ đạc trong két đây ạ. Châu báu dragon còn rất là nhiều. Cái nick này thì các bạn thức tỉnh rồi, cho nên các bạn chỉ việc gia hạn đồ pet, à gia hạn cái này và không cần phải là kiếm đồ pet nữa. Gia hạn cái thức tỉnh này không cần kiếm đồ pet nữa. Thức tỉnh ok rồi ạ. Đây là thức tỉnh rồng bảo vệ và thịnh nộ, nó hai cái cần thiết nhất rồi. Biến hình pet manh hóa xem nào. Vâng, manh hóa rất là cao luôn. Một cái mắc và hai cái kia 25. Một nick tầm này các bạn mua chơi là đẹp rồi. Đây là server gà vườn nhá. Ok. Đây là ẩn bùa của nó. Các bạn mua về lên thêm ẩn bùa nó sẽ mạnh hơn. Ôi, click này ba cái Athen 7 luôn. Chất nhở chất. Thôi, click này là nhẫn ngon trong server luôn đấy. Bạn này cũng mới được một cái 7 này. Top 1 được một cái 7 này. Ác này có khi chưa có, một cũng một cái 7. Vâng, rất là ngon. Click này là click nhẫn ngon nhất server luôn. Ba cái nhẫn 7 và dư cả hay sao ấy. À, không thấy, không biết trong két sao ấy. Ok, các bạn mua thì vẫn hình thức giao dịch như trên nhá. Các bạn cứ xem kỹ và tap lại clip để xem kỹ thêm. Đây truyền hơn 1 năm và định tình 5 full ấy rồi. Full ngọc, full chiến kim hồn nữa, cái điều là gì là phụ ma. Ok. Giá bán của nó là 14 triệu tặng kèm nhá. Tiếp theo tôi sẽ show một click tầm trung nữa ở bên server gà. Các bạn cứ coi đầy đủ nhá, rất nhiều click bên server gà sấm sét. Server có thể nói là đông nhất hiện tại. Gà sấm sét. Server gục của những server siêu đông và nhộn nhịp. Rất nhiều thanh niên cũng lôm côm ở trong này. Ý tôi là nói sao ta? Nó kiểu nó hơi bị loạn một chút ấy, chửi nhau rồi các thứ. Nó vui. Ý không phải là nói sao ta, nó kiểu cạnh tranh ấy, nó vui. Nó đông mà gục vẫn rất nhiều server cho nên nó hơi bị nhộn nhịp một chút. Lick này full sát, full đột biến là 71 triệu. 404 à, lực chiến rất là đẹp, bây giờ tôi mới để ý. 71 triệu 449.999 hằng. Lực chiến tuyệt vời luôn. Và đỉnh tình lắm. Full phụ ma rồi. Lick này không được sao chưa nhiều nhưng quốc lắm. Dư một cái lãng mạn 7 này. Quốc lâm các bạn treo khoáng và đảo đổi đá tăng sao, sau một thời gian các bạn cũng sẽ lên 5 sao thôi. Full luôn được. À, sử dụng pet rắn. Manh hóa của Blick tầm trung. Full tiến hóa. Châu bó rất gôn vẫn còn đủ các bạn chơi. Đây. Trên 200 loại. Ngày dư một cái nắng mạn 7 chứ. Đây đồ thức tỉnh có trong két sắt cho các bạn mua về gia hạn. Ok. Mật tổ full rồi thì phải, cho nên bạn ấy để nhiều trong két này kia. Mật tổ
Ok, ta show qua cái phụ kiện, không có phụ kiện nào nhá. Đây mấy cái này không nắp vào đi, để mấy cái kia làm chi ta. Biến hình thú, còn biến hình rồi, không có con phụ kiện nào nó luôn. Đây, lực lực chiến gốc rồi, mấy con kia là vĩnh viễn hết rồi. Các bạn nào hiểu biết thì không cần phải sâu full kim hồn được. Vâng, tất cả các loại gia hạn nhẫn hết 100-200 ngày hết rồi. Chỉ có mỗi cái nhẫn này có 11 ngày một cái, không đáng các bạn gia hạn. Trước mắt thì 30 ngày xong chơi dần dần được, nó chỉ có ít xu thôi, ít xu khóa thôi. Ok, giá bán của nó là 5 triệu rưỡi các bạn nhá, 5 triệu rưỡi ạ. 5 triệu rưỡi là đủ. Bây giờ mình sẽ show một click ở bên server gã ác. Cái click này rất là hay đây. Cái click này nó... Từ từ đó, tôi xem cái nick này nó là cái tài khoản nào đây. Cái nick này rất là đặc biệt đấy, của thanh niên phê đu đủ các bạn ạ. Lực chiến của nó là 55 triệu, giá bán rất là vừa phải, 3m9, tặng kèm rất là nhiều đồ trong ác. Bạn này có 10.000 cái đồ trứng, cái để đổi trứng pet ấy, cứ 120 mảnh là các bạn đổi được một con pet 5 sao, một con pet. Ok, ác lúc trước không biết tôi có sâu chưa ta, chưa, để tí tôi sâu lại. Hát 5m5 kia. Tôi sợ lúc đấy tôi để đen màn hình. Máy lag cho nên cứ ẩn phải cái tab explicit xuống nên nó hơi bị bất cập một chút. Đây là ác ở server gà ác nha các bạn nha. Ác của thanh niên phê đu đủ siêu cày quốc. Vẫn đi chúng ta. Từng đây, lực chiến của nó là hơn 50 triệu, giá bán là 3 triệu 9. Ok, bạn ấy sử dụng quyền trượng nhưng mà đây lại không nắp, để tôi ăn bát rương và thôi nắp xem lực chiến là bao nhiêu. Vâng, vũ khí 3 sao, áo nón 2 sao, lực chiến 55 triệu. Đồ đạc gia hạn nó cũng còn nhiều ngày rồi, nên không phải lo về vấn đề lạp xu gia hạn đồ nữa. Phụ kiện còn nhiều, 50 ngày cơ, mới lại dư chỗ này nữa. Đây, bạn ấy nhìn trứng, nhìn cái này này. Rất nhiều mảnh bá đạo luôn, thanh niên này. Tôi phải phục vào đấy luôn đấy. Cái này đổi rất nhiều pet 4 sao nữa các bạn. Đây các bạn, ấn vào đây và đổi thôi. Đổi pet 4 sao. Đây, đây là bạn ấy đổi hết trong ngày rồi. Mai các bạn này, on này các bạn đổi thôi. Pet 4 sao các bạn để manh hóa cái này nhá. Manh hóa. Đây, manh hóa cái này. 19, 21, 23 rồi. Thử xem qua kho đồ. Đã bán rất vừa phải, 3 triệu 9 nhá. Rồi, cho báo giác gold vẫn còn đủ rát. Xem full sát hay là full cái gì đây. Đồ thức tỉnh pet có rồi. Trong thư tôi xem là pet bạn sử dụng pet gì. À, có rắn, có rồng luôn. Có phụng hoàng băng 5 sao, có kiến luôn. Ok, được đấy. Xem châu báu nào, full sát thì được. À, full sát thương luôn. Ok, các bạn mua về treo khoáng và tăng sao thôi. Là khoáng đây, quốc 3, tất nhiên này quốc 3 phải kèm quốc 5 thôi. Ok, xong server gà ác. Bây giờ mình sẽ show cái click cuối cùng. Click cuối cùng này ở bên server gà chip chiến. Đây là ác đại gia tèo cũ đấy ạ. Đồ phụ kiện các thứ ác này chắc là còn nhiều rồi, tôi đoán vậy. À, và có một cái ác nữa, có rồng, có khỉ. Lực chiến trên 100 triệu, đấy là chưa gia hạn hết đồ. Nếu các bạn gia hạn hết thì nó rơi vào khoảng 100 mấy, mười mấy, mấy triệu gì đấy. Và chỉ số trên 10.000, 11, 12.000, 11.000, trên 11.000. Sử dụng pet rồng, pet khỉ, phun thức tỉnh. Vũ khí Legion rồng, châu báu phun sát. Đồ đạc, các thứ cốt gành còn hơn 500 loại. Châu báu rát gôn các bạn đủ rát tẹt ra. Đấy, không phụ kiện, không phụ kiện ảo, không có thứ rồi. Giá bán của nó là 11 triệu nhưng mà mình không show đây do mình chưa làm xong thông tin. Nếu các bạn mua thì sau một tuần nữa là xong thông tin. Đây, các bạn này là bạn muốn bán click này để mua click Australia kia. Cho nên bạn ấy vừa mua và đập lên 5 sao, sau đó bán lại với giá 18 triệu. Đây là click đại gia tèo cũ đấy ạ. À, cái nón còn chưa tiềm năng, nếu tiềm năng thêm tí điểm. À, vũ khí 5 sao rồi, sử dụng Legion rồng.
À, nón mẹ áo thì ba ba rưỡi rồi. Châu báu đây có mấy viên giáp, hai viên siêu sát, nói full sát, hai viên sát giáp. Đây ác này thì có được cái pet khỉ, cái con khỉ, con rồng, con tuần lộc, con xanh biếc. Đây là ác top của top liên server cũ ngày xưa, có cả đại hiệp luôn, nên là nhìn nó rất là chất. Đây full nhà ma pháp rồi, nick này là một trong những nick đầu tiên full nhà ma pháp, đồ đạc các thứ còn khá là nhiều ngày, rất nhiều ngày luôn, không phải là khá nữa, thức tỉnh trong đồ trong này rồi. Các bạn mua thì gửi tiền vào check out thoải mái, ok đúng như clip thì các bạn mới gửi thông tin để tôi đổi. Ác này thì full manh hóa, full các thứ rồi, biến hình pet manh hóa rồi, full rồi, bùa thú coi ta. Vâng, còn một viên tốc độ nữa là full truyền thuyết. Các bạn cứ coi, nếu mà nhanh quá thì các bạn hãy tạm dừng lại clip nha, tại vì mình sâu là cho nhanh, nhanh xong clip các bạn coi đi coi lại. Rồi full ma thạch 10 siêu việt rồi, dư mấy viên 10 trong xem biết ngay mà. Rất nick này top rất là lâu rồi nhưng mà vẫn khỏe, là top 2 của gà chip chiến, top 2 server gà chip chiến nha. Ok full ngọc, full vật tổ, full châu báu các thứ rồi các bạn, full vật tổ, full miếu các thứ rồi. Nick này full rất là lâu rồi chứ không phải là mới nữa, không có con phụ kiện nào con này trên 1 năm luôn. Vâng, tất cả những con này nó còn nhiều ngày luôn và vĩnh viễn nữa. Đấy, top ngày xưa nó vậy đấy, không phải nói hết hạn cho con đồ pet. Ok mình đã sâu xong cái đợt áp vừa rồi. Nếu các bạn mua thì các bạn liên hệ qua số điện thoại 01692640901 ở bên dưới clip có đấy, 1692 926 4091. Thôi ra Facebook Trần Văn Đức, hoặc các bạn gọi điện trực tiếp, cái giọng của mình là không thể nhầm rồi. Ok, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, các bạn hãy lựa chọn những cái ác mà các bạn yêu thích. Bye bye mọi người.